Diệt Long Đế chương 2674, vui quá hóa buồn. Một vị tiểu thư trên hồ nhịn không được kinh hô, nàng nhìn chầm chầm trái đó rất lâu, thấy lục ly tới gần nó, trong mắt bốc cháy, đầy sự ghen ghét. Quả này tên thiên hương quả. Lục ly nghe thấy tiếng hô của vị tiểu thư, nhưng cơ thể không dừng lại, đến bên cạnh trái cây. Chuyện rất kỳ diệu đã xảy ra, không ngờ đóa hoa kia tự động khép kín, định bao lại trái cây kia. Vù tốc độ lục ly vô cùng nhanh một tay nắm lấy thiên hương quả ngắt xuống ném vào một hộp ngọc chứa vào trong thiên tà châu phí phạm của trời thiên hương cần phải dùng vật chứa đặc biệt nếu không dược lực sẽ bốc hơi vị tiểu thư xinh đẹp kia mặc một bộ váy đỏ trông như một quả ớt nhỏ nàng thấy lục ly tùy tiện dùng một hộp ngọc cất vào nhịn không được khẽ kêu tức đến xanh cả mặt đẹp lục ly ngoảnh mặt làm ngơ không phải hắn giả bộ không muốn dùng vật chứa tốt mà hắn chỉ có loại hộp ngọc này thời gian gấp gáp hắn làm sao có thời gian để nghỉ nhiều dược lực bốc hơi cũng sẽ bốc hơi ở trong thiên tà châu trở về hắn tiến vào trong thiên tà châu hấp thu là được vù cơ thể lục ly bay đi phóng tới cây linh dược tiếp theo huyết linh nhi đã dò xét rõ ràng ở đây có tổng cộng 16 cây linh dược cấp thấp nhất có thể so với kỳ dương thảo trốn đi đâu lục ly thấy một gốc linh dược màu đen đang len lén di chuyển cơ thể hắn vội vàng di chuyển tới lúc cây linh dược kia lên khỏi mặt đất, ném vào trong hộp ngọc, thu vào thiên tà châu. Xoẹt xoẹt. Cơ thể lục ly không ngừng lập lòe, nhanh chóng thu gom thần dược thiên địa, có 11 cây thần dược không có thần văn tuyệt sát xung quanh, lục ly lựa chọn thu số thần dược đó vào trước. năm cây thần dược còn lại từ từ nghĩ cách. Tuy thần dược đều có linh tính, thấy lục ly lại đây một ít thần dược sẽ đào tẩu, nhưng dù sao tốc độ cũng không nhanh, lục ly thu gom từng cây thần dược một cách dễ dàng, tất cả đều ném vào trong thiên tà châu. 13 người trong hồ kia đã bay gần nửa quãng đường, bọn họ liều mạng thúc giục thần lực để tăng nhanh tốc độ. Đáng tiếc đạo tràng thần văn quá cường đại, tốc độ của bọn họ không nhanh nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục ly thu gom từng cây thần dược. Rất nhanh, lục ly đã thu gom xong 11 cây thần dược, ánh mắt hắn nhìn về phía 5 cây thần dược còn lại. 5 cây thần dược này có lẽ cao cấp hơn so với 11 cây còn lại, nếu không cũng sẽ không có thềm văn tuyệt sát bảo vệ ánh mắt lục ly nhìn sang một gốc linh chi có vẻ là thần dược trên một tảng đá to thần dược này tổng cộng chỉ có ba lá trên mỗi một lá đều có dải sáng đỏ bao quanh ánh sáng lấp lánh đủ màu mùi thơm xông vào mũi trên tảng đá lớn có thần văn che giấu rất sâu lục ly cẩn thận quan sát vẫn chỉ phát hiện một ít dấu vết hắn nghĩ ngợi dùng thần lực ngưng kết thành một bàn tay to đánh vào tảng đá lớn ù ù U. bàn tay to còn chưa tới gần tảng đá to đã hơi chấn động thần văn bên trên hiện ra hết sau đó tảng đá to phóng ra từng luồng hào quang che phủ không gian trong phạm vi mấy trượng bàn tay to do lục ly phóng thích thoát cái đã bị hào quang cắn nát không kiên trì nổi trong thời gian một hơi lợi hại lục ly cảm ứng được hơi thở trong hào quang âm thầm kinh hãi nếu hắn đi lên đoán chừng dựa vào phòng ngự của cơ thể hắn cũng sẽ bị cắn nát huyết linh nhi có thể phá vỡ không? Chỉ cần giúp ta lấy linh dược là được. Lục ly truyền âm cho huyết linh nhi, nó đâm xúc tu vào, dò xét một lát trả lời. Vấn đề không lớn, nhưng yêu cầu thời gian, cần ít nhất nửa canh giờ trở lên. Nửa canh giờ à? Không có thời gian. Lục ly lắc đầu, sau nửa canh giờ 13 người kia đều đã lên đây. Đến lúc đó không nói mai mối không công cho người ta, mà còn bị 13 người liên thủ giết chết. Thử xem. Lúc trước Lục Ly phát hiện một cây nhỏ ở thác nước bên ngoài, bên đó cũng có thần văn, cuối cùng hắn lấy chính kỳ sơn ra trấn áp, thu hồi cây nhỏ. Bây giờ hắn muốn thử lại, coi thử có thể lấy được hay không. Hắn lấy thần sơn ra, chậm rãi bay đến tảng đá lớn, tảng đá lớn kia sáng lên hào quang, nhưng thần sơn cũng phóng ra từng luồng hơi thở, áp chế hào quang. Hắn có dị bảo. 13 người trong hồ kia nhìn xuống từ trên cao, có thể mơ hồ thấy được tình huống bên này của lục ly thấy lục ly lấy thần sơn ra áp chế thần quan diêm công tử lập tức kinh hô ánh sáng trong mắt mọi người càng ảm đạm hơn lục ly thu tất cả thần dược sau đó tiến vào cửa ra một mình bỏ trốn mất dạng muốn đuổi theo giết hắn cũng khó thu lục ly dùng thần sơn áp chế hào quang nhanh chóng phóng ra một bàn tay to cầm thần dược thiên địa trên tảng đá lớn lại đây ném vào trong hộp ngọc rồi thu vào ôi Phó công tử khẽ thở dài, nếu lục ly có thể đứng vững trước thần văn tuyệt sát, vậy số thần dược thiên địa còn lại sẽ khó giữ được. Lục ly sẽ nhanh chóng thu gom toàn bộ, sớm một bước đi vào trong cửa ra, có lẽ rất nhanh có thể rời khỏi tiên cung, chạy đi xa. Năm cây thần dược thiên địa kia chắc chắn có giá trị liên thành, là trân phẩm hiếm thấy. Bấy kỳ kẻ nào có được một cây, chuyến này xem như có thu hoạch lớn, nhưng không ngờ rằng đã bị một mình lục ly lấy đi toàn bộ, trong lòng mọi người tràn đầy sự tức giận và không cam lòng. Mấu chốt là mọi người đều cho rằng, bởi vì bọn họ kiềm chế đạo tràng thần văn, Lục Ly mới có thể xuyên qua hồ lớn, Lục Ly làm như vậy là thuộc về cướp đoạt. Vèo vèo. Lục Ly nhanh chóng hành động, thu từng cây thần dược, hao tốn gần nửa canh giờ, khi 13 người còn cách một phần ba quãng đường, hắn đã thu xong toàn bộ thần dược. Chư vị, cáo từ. Lục Ly chắp tay với 13 người trong hồ, Xoay người đi đến cửa ra trong đảo Đôi mắt 13 người đều muốn phun lửa Nhưng không ai nói gì Dù sao đều là người có thân phận Khoe miệng lưỡi lợi hại cũng không có ý nghĩa gì Lục ly nhanh chóng vọt tới cửa ra kia Đó là một hầm ngầm Mặt trên lóng lánh vần sáng nhàn nhạt Hiển nhiên là cửa ra Khi đến gần cửa ra Lục ly biến sắc Bởi vì hắn phát hiện cửa ra có thần văn bao trùng U ừ. U ừ. Lục ly không dám mạo hiểm đánh ra một bàn tay to tới bên kia tìm kiếm, còn chưa tới gần cửa ra, bên trong đã sáng lên một luồng hào quang kinh thiên, lập tức che phủ không gian trong phạm vi mười mấy trượng, bàn tay to của Lục Ly bị cắn nát. Hô! Lục Ly hít hà một hơi, không ngờ nơi này có thần văn tuyệt sát, hơn nữa còn kinh khủng hơn so với bảo vệ thần dược. Đúng rồi! Lục Ly đột nhiên nhớ tới lúc nãy huyết Linh Nhi có truyền âm, nói trên đảo có sáu nơi có thần văn tuyệt sát, năm cây thần dược thiên địa chia ra ở từng chỗ, không ngờ còn một chỗ là phong ấn cửa ra. Vui quá hóa buồn. Sắc mặt lục ly lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhiều nhất thời gian gian ba nén hương là 13 người kia có thể xông lên đảo nhỏ. Nơi này có một chỗ có thần văn kinh cũng như thế, hắn có không cách nào đi trong cửa ra. Chờ tới khi 13 người xông lên, vậy đó chính là tận thế của hắn. A. À, Hào quang kinh thiên trong đảo khiến cho 13 người kia chú ý, ánh mắt mọi người quét qua, trong mắt mọi người sáng lấp lánh. Không ngờ lối ra có thần văn kinh thiên, lục ly chạy không thoát. Ú. 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 Lục ly lấy ra chính kỳ sơn, phóng tới trấn áp ánh bình minh bên kia, 13 người đều ngừng thở, cũng đều dừng bước. Bọn họ muốn xem thử lục ly có thoát đi được hay không, nếu đi không được, thần dược trên người lục ly đều là của bọn họ. Chính Kỳ Sơn chậm rãi áp tới, Hào Quang bị áp chế một chút, nhưng Chính Kỳ Sơn đi tới phía trước một trượng lại bị Hào Quang chấn trở về. Ký Linh tiểu lục trong Chính Kỳ Sơn truyền âm. Chủ nhân, không được, thần văn ở đây quá lợi hại, trấn áp không được. Nếu cố sức trấn áp, thần Sơn sẽ bị nứt toạt ra. Trong lòng lục ly hơi lột bột, không thể trông cậy vào Chính Kỳ Sơn, hắn lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi, nhanh chóng nghĩ cách phá trận để ta đi vào. Nếu ta không vào được, chút nữa chắc chắn sẽ phải chết. Trên đảo không lớn, không thể thi triển tiêu giao bước, 13 người đều là tam kiếp thiên thần, đều có dị bảo, lục ly nên đối kháng như thế nào. Dựa vào mấy chục vạn hư không trùng chắc chắn không giết chết được mọi người. Huyết Linh Nhi thò ra xúc tu, đến cửa ra bên kia dò xét, một lát sau nó truyền âm. Chủ nhân, thần văn này tuy rằng không thể phá vỡ toàn bộ, nhưng giúp ngài vọt vào thì không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu thời gian cần ít nhất 2, 3 canh giờ. Không được. Lục Ly vội vàng truyền âm. Nhiều nhất 2, 3 cây nhang là bọn họ lên đảo, không có nhiều thời gian như vậy. Không có cách, xin lỗi chủ nhân, là do huyết linh nhi vô dụng. Huyết linh nhi truyền âm khiến trong lòng Lục Ly chìm vào vực sâu, thời gian huyết linh nhi tìm hiểu thần văn quá ngắn. Kêu nó phá vỡ trong thời gian ngắn là làm khó nó. Lục Ly vòng tới vòng lui quanh cửa ra, đôi mắt lập loè, gấp đến mức vào đầu bứt tóc. Tinh thần của 13 người trong hồ trở nên phấn chấn, sự buồn bực trong lòng cũng trở thành hư vô, trong mắt phó công tử, Diêm công tử còn lộ ra sát khí. Còn có hai, ba công tử cũng lộ ra sát ý trên người, chỉ cần xông lên đảo nhỏ, mấy người này chắc chắn sẽ lập tức sử dụng sát chiêu, giết chết Lục Ly. Đám người tầng công tử quỳnh tiểu thư cảm nhận được sát khí bọn họ lại không tỏ ra bất kỳ thái độ nào những con cháu hào môn này đã nhìn quen việc giết người từ nhỏ gia tộc cũng sẽ mang bọn họ đi rèn luyện đủ thứ tuy bọn họ không động thủ giết người nhưng đám người phó công tử muốn giết người bọn họ sẽ không ngăn cản có rồi lục ly vòng hai vòng đôi mắt hơi sáng ngời hắn vội vàng truyền âm khuyết linh nhi không phải ngươi nói ngươi có thể bố trí cái đó áp chế thần lực của đạo tràng thần văn sao? Bố trí cái đó cần bao lâu? Ở Yêu Ma Sơn, Lục Ly đã từng tiến vào một đạo tràng thần văn, vừa đi vào nơi đó thần lực lập tức bị áp chế. Năm đó hắn ở trong đạo tràng thần văn trấn áp ngốc đầu hồ và ly hỏa đạo nhân một cách dễ dàng. Chỉ cần huyết Linh Nhi có thể bố trí được, có thể ảnh hưởng 13 người kia, ở trong đạo tràng thần văn hắn không e ngại 13 người kia. Phải biết rằng thần lực chính là suối nguồn của võ giả, không có thần lực thì bất kỳ chân ý, sát chiêu gì cũng không thể phóng thích, chính lục ly cũng không phóng thích được quỷ trảm sát đế. Không có thần lực cũng không có cách nào thúc giục pháp bảo, cho dù dốc sức thúc giục, quy lực chắc chắn cũng sẽ giảm đi. Không thể sử dụng thần lực, vậy chỉ có thể dựa thân thể và công kích linh hồn, lục ly có long hồn bảo vệ căn bản không sợ công kích linh hồn. Cơ thể 13 người này so với cơ thể của hắn hắn có thể trấn áp bọn họ một cách dễ dàng chuyện này đơn giản có thể bố trí xong nhanh thôi truyền âm của huyết linh nhi vang lên khiến lục ly vui mừng lục ly đứng ở tại chỗ bất động để huyết linh nhi lập tức bố trí đạo tràng thần văn bao trùm lên toàn bộ đảo nhỏ chuyện hắn lo lắng duy nhất bây giờ là đạo tràng thần văn có thể trấn áp tam kiếp thiên thần hay không nếu nói không thể trấn áp vậy hắn vẫn còn nguy hiểm giờ phút này hắn cũng không có cách nào chỉ có thể trông cậy vào cách này. U U U Cùng lúc đó, hắn phóng hư không trùng trong thần sơn ra, phóng thích mấy chục tỷ hư không trùng màu vàng kim, hư không trùng màu vàng nhật cũng phóng thích ra mười mấy vạn, ẩn núp dưới lòng đất, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. huyết Linh Nhi đâm vào lòng đất, bắt đầu bố trí thần văn, Lục Ly cũng không biết nó bố trí đạo tràng thần văn như thế nào, ở đây không thể phóng ra thần niệm hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi chờ tin tức của huyết linh nhi gần là một nén nhang sau truyền âm của huyết linh nhi vang lên chủ nhân bố trí xong rồi có thể khởi động bất cứ lúc nào nhanh vậy sao lục ly có hơi không dám tin huyết linh nhi giải thích dưới đảo này có rất nhiều thần văn ta cải biến một chút sửa đổi một ít thần văn gia tăng thêm một đạo tràng thần văn trong toàn bộ đảo nhỏ mà thôi ngài yên tâm đi không sao đâu, đạo tràng thần văn này ta nghiên cứu rất lâu, sẽ không xảy ra lỗi đâu. Tốt. Tinh thần lực ly phấn chấn trở lại, tự tin tăng nhiều, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài, đứng ở bên hồ, ngẩng đầu chăm chú nhìn 13 người không ngừng tới gần kia. Hả? 13 người kia hơi kinh ngạc, vừa rồi lục ly còn vào đầu bức tóc, hiển nhiên gấp đến mức không thể gấp hơn nữa, tại sao giờ phút này lại bình tĩnh như thế? Còn chủ động đi đến bên hồ, chẳng lẽ chuẩn bị lấy sức của một người đối chiến 13 người. Đám người phó công tử, Diêm công tử liếc nhìn nhau, không nghĩ như vậy. Một kiếp thiên thần thôi, cho dù dùng một chút trò bịp bợm, nhưng như thế thì sao? Hắn còn có thể bay lên trời. Ào ào. Phía trên núi cao cũng trở nên náo nhiệt, rất nhiều người nói ẩu nói tả, một ít người lạnh giọng hét lớn, muốn phó công tử, Diêm công tử, Tần công tử ra tay giết chết Lục Ly thấy mọi người cách đảo nhỏ càng ngày càng gần, trên núi cao càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người chứa đầy sự chờ mong trong mắt, chờ mấy vị công tử phát ra thần uy chém lục ly thành một đống thịt nát. Khi 13 người cách bên hồ trăm trượng, lục ly chậm rãi lui về phía sau, lui ra phía sau mấy trăm trượng, trong con người hắn tĩnh lặng như nước, cô độc đứng thẳng, mang mặt nạ đồng thao, trông vô cùng quỷ dị. Hừ! Diêm công tử, phó công tử và bộ công tử, lý công tử, trên người bốn người nổi lên sát ý, dốc sức thúc giục thần binh dưới chân, muốn tiến lên giết chết lục ly. Khi cách đảo 50 trượng, tần công tử đột nhiên mở miệng. Chư vị bình tĩnh một chút đừng di chuyển, vị tiểu huynh đệ này, một mình ngươi độc chiếm 16 cây thần dược chắc chắn là không được, chỉ cần ngươi có thể chia ra một phần, ta khuyên mọi người đừng ra tay có được không? Ừ. Quỳnh tiểu thư cũng mở miệng nói, thanh âm lạnh như băng, nhưng rất dễ nghe. Vị công tử này, chỉ cần ngươi giao ra một phần thần dược ta tin công tử tiểu thư còn lại đều là người hiểu đạo lý sẽ không làm bậy mọi người dĩ hòa vi quý đi hai người này quả nhiên là công tử tiểu thư của đại gia tộc có lòng dạ và khí phách lục ly âm thầm gật đầu hai người này không có động sát tâm lòng dạ và khí phách không tồi trong mắt hắn không dao động cảm xúc hỏi một phần thần dược thiên địa là bao nhiêu đây bộ công tử cướp lời mở miệng mười lăm cây để cho ngươi một cây còn lại giao cho chúng ta tự chia nếu không chết để lại cho hắn một cây sao diêm công tử cười lạnh nói hắn tính là thứ gì dựa vào cái gì mà có một cây thần dược giao toàn bộ ra đây nếu không nơi này chính là nơi chôn cất hắn ha 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 lục ly cực kỳ giận cười chiến ý trên người nổi lên quát to muốn thần dược thì tới đây cướp đi hôm nay ta nói ra lời này, dám lên đảo ra tay với ta, sinh tử tự phụ. Sinh tử tự phụ. Nhưng lời này của Lục Ly khiến bên trên núi cao ồ lên, không ngờ Lục Ly điên cuồng như thế. Sức một người chống lại 13 công tử, tiểu thư, chưa nói tới hắn chỉ có cảnh giới một kiếp. Đây là ông cụ thắt cổ, sợ mạng dài. Không có thần dược sau này có thể từ từ tìm, mạng không có cái gì cũng không có, muốn một đám người lên đảo, không ngờ Lục Ly không biết điều như thế hắn là kẻ ngốc sao? Đám người diêm công tử, phó công tư, bộ công tử, các công tử tức giận đến mức trong mắt bốc cháy, đám người tần công tử, quỳnh tiểu thư, một tiểu thư lại âm thầm đề phòng, giờ phút này bọn họ còn ở trên hồ, nếu lục ly tấn công, rất dễ rơi vào trong hồ. Trong tay đám người diêm công tử xuất hiện binh khí, tấm khiên này nọ, thần lực lấp lánh, ngăn ngừa lục ly đánh lén. Mọi người cũng không nói nữa, xoa tay chuẩn bị sau khi lên đảo giết chết lục ly. Lục Ly không có tấn công, một là mọi người có chuẩn bị, hai là hắn có thói quen người không phạm ta, ta không phạm người, nếu nhóm người này lên đảo ra tay hắn mới có thể đánh trả. Nếu nhóm người này lên đảo không ra tay, vậy hắn sẽ không giống như chó điên cắn người. Dù sao trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, không có kết cục tốt. Khoảng cách 50 trượng tới rất nhanh, chỉ sau nửa nén hương, tất cả người đều đã đến bên hồ. Vào lúc này Lục Ly cũng hạ lệnh cho Huyết Linh Nhi. Khuyết Linh Nhi, mở đạo tràng thần văn. Khuyết Linh Nhi thò ra từ dưới chân lục ly, rất nhanh mặt đất trên toàn bộ đảo nhỏ sáng lên hào quang mỏng manh, sau đó có một luồng lực trường kỳ dị bao phủ lên toàn bộ đảo nhỏ. Lực trường này không màu không hình, 13 người kia chỉ cảm thấy mặt đất có hào quang chuyển động một chút, tiếp đó trên đảo tràn ngập một luồng hơi thở không nói rõ được, ngoài ra không có bất kỳ thay đổi nào. Lục Ly vận chuyển thần lực trước tiên, trong mắt hắn nhanh chóng lộ ra ý cười nhàn nhạt, đạo tràng thần văn đã bố trí rất thành công, một chút thần lực hắn cũng không thể vận chuyển được. Hắn lấy ra một binh khí, thử truyền thần lực vào, phóng thích quỷ trảm sát đế. Nhưng một tia thần lực cũng không phóng ra được, đương nhiên quỷ trảm sát đế cũng không thể nào phóng thích. a à, có gì đó kỳ lạ. Trong mắt tần công tử lộ ra sự kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn lướt qua trên đảo vài lần, quát khẽ. Mọi người cẩn thận, ta cảm thấy, có đạo tràng thần văn trên đảo những người còn lại cũng không phải kẻ ngu sớm đã nhận ra có gì đó không đúng trong mắt mọi người lập lòe không ngừng liên tưởng đến lời nói lúc này của lục ly và biểu cảm bình tĩnh như thế trong lòng mọi người hiện lên nghi hoặc chẳng lẽ đạo tràng thần văn ở đây là do lục ly làm ra nhưng mà thần văn ở đây mạnh như thế một kiếp thiên thần như lục ly có thể khống chế mọi người khó tránh khỏi có hơi không tin nhưng lục ly có thể tiến vào trong đảo một cách dễ dàng nhìn từ điều này rất có thể lục ly nắm giữ một chút kiến thức thần văn cũng không đúng nếu lục ly nắm giữ thần văn sợ là bây giờ đã sớm rời đi không đến mức bị vây khốn ở trên đảo hắn có thể nhẹ nhàng phá vỡ thần văn ở cửa ra vào đi tầng tiếp theo thậm chí rời khỏi tiên cung trong lòng mọi người kinh nghi không xác định bọn họ đều đã đến bên cạnh hải đảo tùy tiện nhảy là có thể nhảy vào trong đảo nhưng vẫn chưa có người dám di chuyển. Không biết rõ có cái gì kỳ lạ, ai cũng không dám mạo hiểm. Lục Ly yên tĩnh đứng thẳng tại chỗ, 13 người lơ lửng ở không trung bên hồ, hai bên đều vô cùng an tĩnh, trông vô cùng quỷ dị. Hả? Phó công tử, sao không hành động vậy? Mau lao xuống xử lý tạp chủng kia. Đúng vậy, mấy vị công tử mau ra tay, giết chết tên điên cuồng kia đi. Điền cùng tới như thế, các vị công tử còn không ra tay chém giết hắn, còn đợi tới khi nào. Người trên núi cao thấy không rõ tình huống trên đảo, thấy 13 người không nhúc nhích rất nhiều người kêu lên. Dù sao xử lý xong lục ly, 13 người có thể trở về dẫn bọn hắn lên đảo, rời đi chỗ này. Đám người diêm công tử quan sát một lát, cuối cùng cũng nhịn không được. Các công tử là kẻ ra tay đầu tiên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bỗng nhiên ẩn núp đâm tới một kiếm. Xoẹt! một luồng kiếm mang kinh thiên từ thanh kiếm bay ra, hóa thành tàn ảnh gào thét phóng tới đâm thẳng vào lục ly. tốc độ của kiếm mang rất nhanh, bay vào một cách dễ dàng. lục ly không có cứng rắn chống lại, chỉ có cơ thể chớp động né sang chỗ khác. không ngờ đòn tấn công bằng thần lực không có tiêu tan. lục ly hơi kinh ngạc, tưởng tượng lại cảnh các công tử là ở bên ngoài phóng ra đòn tấn công. ở bên ngoài thần lực không bị áp chế, đương nhiên có thể phóng ra đòn tấn công. Vết năm người diêm công tử phó công tử các công tử bộ công tử lý công tử liếc nhìn nhau năm người khống chế dị bảo bay tới phía trước nhảy vào bên trên đảo nhỏ năm người chia ra lấy binh khí điên cuồng vọt tới chỗ lục ly những người còn lại không di chuyển đám người tần công tử quỳnh tiểu thư một tiểu thư lơ lửng ở bên ngoài đảo một cách thờ ơ lạnh nhạt bọn họ sẽ không đi cướp thần dược thiên địa của lục ly cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người nhưng đám người diêm công tử ra tay bọn họ cũng sẽ không ngăn cản ai biểu lục ly không biết điều a à, năm công tử trẻ tuổi vừa mới lao ra vài bước đã phát hiện có gì đó không đúng bởi vì bọn họ không thể triệu tập thần lực tốc độ nhanh chóng giảm đi có một người muốn phóng thích sát chiêu tấn công lục ly ở phía xa nhưng phát hiện không phóng ra kiếm mang được ở đây có lực trường kỳ dị áp chế thần lực của chúng ta phó công tử phản ứng kịp lúc Kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều ngừng lại. Thần lực là suối nguồn sức mạnh của bọn họ, không có thần lực mọi người đều không thể phóng thích sát chiêu, đương nhiên chiến lực sẽ yếu đi rất nhiều. U! 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 U. Diêm công tử lấy ra tiểu ấn lúc nãy, muốn thúc giục bí bảo để tấn công. Tuy nhiên bởi vì không thể phóng thích thần lực, hào quang trên bí bảo kia hơi lóng lánh một chút, kết quả không thể bay lên được, căn bản thúc giục không được. Quy lực của bí bảo rất lớn, yêu cầu lượng lớn thần lực để thúc giục. Cho dù người bình thường có được bí bảo cũng không phóng thích được quy lực, là vì không có thần lực hùng hậu chống đỡ, thì không thể phóng thích quy lực lớn nhất của bí bảo. Khuyết Linh Nhi, đạo tràng thần văn này thật không tồi. Lục Ly thấy một màn như vậy, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, không ngờ đạo tràng thần văn này có thể dễ dàng áp chế tam kiếp thiên thần. Hắn nhịn không được truyền âm khen ngợi. Khuyết Linh Nhi truyền âm lại đạo tràng thần văn này là do ta lợi dụng thần văn trên đảo sửa nếu ta tự bố trí đạo tràng thần văn uy lực có lẽ không mạnh như vậy tuy nhiên ta có thể thử cải tiến một chút nhưng cần một ít thời gian lục ly hơi gật đầu huyết linh nhi mượn dùng toàn bộ sức mạnh thần văn trên đảo cho nên bố trí đạo tràng thần văn mới có uy lực lớn như vậy thần lực của mọi người đã bị áp chế hoàn toàn một chút cũng không phóng ra quả nhiên có vấn đề tần công tử và quỳnh tiểu thư liếc nhìn nhau nhưng hai người có chút tò mò cho dù thần lực bị áp chế lục ly cũng chỉ là một kiếp thiên thần hắn dựa vào cái gì đấu với năm người chẳng lẽ thần lực của hắn không bị áp chế hừ diêm công tử hừ mạnh nói cùng nhau lên thần lực của hắn chắc chắn cũng bị áp chế cho dù không có thần lực chúng ta cũng có thể trấn áp hắn một cách dễ dàng vù 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 năm người đồng thời di chuyển Thân thể bọn họ đều không tồi, dù gì cũng sinh ra từ đại gia tộc, gần như là dùng thuốc từ nhỏ đến lớn lên, thân thể không thể nào quá kém. Năm người như năm con mãnh hổ, từng người múa may binh khí điên cuồng vọt tới Lục Ly. Lục Ly ngạo nghễ đứng trên một khối đất trống trong đảo nhỏ, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, trầm giọng quát. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, một là rút lui ngay bây giờ, hai là sinh tử tự phụ. Rất rõ ràng, không có chuyện năm người rút lui. Nhiều đôi mắt nhìn họ như vậy, năm vị công tử rất kiêu ngạo, sao có thể bị lời của Lục Ly quát lui. Bỗng chốc năm bóng người điên cuồng vọt tới, ánh mắt Lục Ly lộ ra sự lạnh lẽo. Hai chân dẫm trên mặt đất một cái, cơ thể như một con rồng bắn tới, tốc độ kia nhanh như cầu vồng, hơn đám người Diêm công tử gấp 10 lần. Tốc độ của hắn. Lục Ly vừa di chuyển tất cả mọi người đều kinh ngạc, tốc độ của Lục Ly quá nhanh, thật sự có thể so với Tam Kiếp Thiên Thần tốc độ này nhanh gấp 10 lần so với mọi người cảm thấy giống như một tia chớp dùng tốc độ khủng bố tới gần mọi người chẳng lẽ hắn có thể vận chuyển thần lực không phải là một kiếp thiên thần cho dù có thể vận chuyển thần lực sao tốc độ có thể nhanh như vậy mọi người không nghĩ ra chỉ có tần công tử nhìn ra một ít manh mối hắn khẽ lẩm bẩm có khả năng người này có chút thành tựu về thần thể thần thể a trong đôi mắt đẹp của quỳnh tiểu thư hiện ra vẻ dễ chịu Khó trách Lục Ly không sợ hãi, mọi người đều không thể vận dụng thần lực. Nếu Lục Ly có chút thành tựu về thần thể, vậy có thể trấn áp mọi người một cách dễ dàng. Bùng! Một tiếng nổ nặng nề vang lên, cơ thể Lục Ly vọt tới trước mặt các công tử bên trái, dùng một đao đối kháng với các công tử, đánh bay các công tử ra vài trăm thước phía xa trong một chiêu, xém chút là rơi vào trong hồ. Các công tử lăn trên mặt đất vài vòng, phát hiện phía sau là hồ lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ dãy dụ bò đi một nguồn máu tươi tràn ra từ miệng trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ hắn mặc chiến giáp hồng linh thiên bảo bên trong có mấy trăm tia thần văn lực phòng ngự vô cùng mạnh nhưng lục ly có thể đánh hắn bị thương chẳng lẽ lục ly có thể sử dụng thần lực vù thân thể lục ly chuyển động phóng tới bên cạnh lý công tử làm lơ lý công tử đâm trường kiếm tới đánh một quyền vào trên ngực hắn lý công tử bay ra ngoài cơ thể hắn điên cuồng chảy máu ở giữa không trung cũng bị thương trên người hắn không có thần lực dao động lý công tử kinh hô trong mắt ba người còn lại cùng đầy sự kinh ngạc thấy cơ thể lục ly bị tấn công hai lần nhưng làn da không có một vết xước nào diêm công tử phun ra hai chữ thần thể lục ly không mặc chiến giáp dựa vào thân thể chống đỡ đòn tấn công của hai người còn không có bất kỳ vết thương nào chỉ có thần thể mới có thể giải thích trên người lục ly không có thần lực dao động, nhưng có tốc độ nhanh và sức mạnh như vậy, rất dễ đoán được điều này. Lui ra ngoài. Diêm công tử gần như không có bất kỳ do dự nào, ở đây có đạo tràng thần văn áp chế thần lực, bọn họ khai chiến với một kẻ có chút thành tựu về thần thể là quá thua thiệt. Không bằng lui ra ngoài trước, rồi nghĩ cách phá vỡ đạo tràng thần văn, cuối cùng giết chết lục ly. Còn muốn chạy sao? Lục ly hừ lạnh, thần thể phóng đi như quỷ mị, đánh diêm công tử bay vào trong đảo. Tuy diêm công tử mặc chiến giáp cường đại, nhưng Lục Ly có bí thuật linh bạo, có thể truyền sức mạnh vào, đánh diêm công tử bị thương. Vù. Sau khi Lục Ly đánh bay cũng nhanh chóng mặc kệ diêm công tử, bay tới chỗ phó công tử và bộ công tử, đánh hai người bay vào trong đảo một cách dễ dàng. Vận khí của các công tử rất tốt bị đánh đến bên hồ, hắn lui ra ngoài, vừa đi ra ngoài đã bay lên trời lấy ra bí bảo đứng vững trước lực thần bí trường trong hồ bay đến chỗ tần công tử bên kia hắn không lựa chọn tiếp tục tấn công bởi vì hắn thấy rõ khoảng cách mà đám người diêm công tử bị đánh bay rất rõ ràng là vừa rồi lục ly đã nương tay nếu không hắn chắn sẽ bị đánh bay vào trong hồ bây giờ đã biến thành một đống xương trắng sắc mặt hắn có chút khó coi trầm mặc đứng thẳng ở giữa không trung nhìn tình huống trong đảo đám người tần công tử quỳnh tiểu thư cũng như thế ai cũng chăm chú nhìn tình huống trong đảo. ầm um, ầm um, ầm. Um. Đám người diêm công tử thay phiên bị đánh, tốc độ của lục ly quá nhanh, nếu ai muốn chạy ra khỏi đảo, lục ly sẽ vọt tới như quỷ mị, đánh một quyền khiến bọn họ bay vào trong đảo. Có hai lần hai vị công tử xém chút nữa đã lăn đến thần văn tuyệt sát, may là phản ứng nhanh, nếu không có lẽ đã chết. ầm um, ầm um, ầm. Um. Bốn người liên tục bị đánh vào trong đảo như những bao tải hư, căn bản không thể hợp lại tấn công lục ly tốc độ của lục ly quá nhanh lực phòng ngự quá kinh khủng mỗi lần bọn họ đánh trả đều đánh bay bọn họ một cách dễ dàng khóe miệng của bốn người dính đầy máu ai cũng bị thương bí thuật linh bạo của lục ly đánh nát nội tạng của mọi người tuy chút thương thế này không có gì nghiêm trọng nhưng cũng khiến cho mọi người rất buồn bực tốc độ của bọn họ quá chậm so với lục ly vừa rồi bốn người thử đi từ bốn hướng nhưng tất cả đều bị lục ly đánh bay vào Bốn người cảm thấy rất bất lực, không có thần lực thì chiến lực tam kiếm thiên thần của bọn họ không thể phát huy. Ào ào. Núi bên kia rất náo nhiệt, có rất nhiều người trợn mắt há mồm, vốn dĩ cho rằng năm người vọt vào sẽ trấn áp lục ly một cách dễ dàng, nhưng không ngờ rằng kết cục lại như vậy. Mọi người cách quá xa, hơn nữa trong hồ có sương mù, cho nên xem không rõ tình huống trên đảo. Trên mặt của rất nhiều người chứa đầy sự mơ hồ, không hiểu tại sao lại xuất hiện loại tình huống này rầm rầm. Bốn người lại bị đánh vào lần nữa, lần này bốn người không định rời đi nữa, tụ tập ở trong đảo, bốn người lau máu trên miệng, chờ lục ly vọt tới. U, u, u. u. Diêm công tử lấy ra tiểu ấn, phó công tử lấy ra mảnh sứ nhỏ, hai người còn lại cũng lấy ra bí bảo, ánh mắt Diêm công tử nhìn chầm chầm lục ly như một con sói, nhếch miệng cười lạnh nói. Tiểu tử, tới đây, có gan xông tới thử xem xem bọn ta có giết chết ngươi hay không. Nãy giờ bốn người không sử dụng bí bảo, là bởi vì không có thần lực thì bí bảo không thể bày ra uy lực lớn. Nhưng giờ phút này không quan tâm được nhiều như vậy, bốn người tụ lại bên nhau, nếu lục ly vọt tới, bốn người lập tức lấy bí bảo dốc sức tấn công lục ly. Ha ha! Lục ly cười nhạt, hắn mang mặt nạ đồng thau như sát thần trong địa ngục đi tới từng bước, khi cách mọi người ngàn trượng hắn ngừng lại, giơ tay lên nói, các ngươi có bí bảo là vô địch sao? Quá ngây thơ. Hư không trùng, tấn công. Lục ly hạ lệnh cho hư không trùng bên dưới, những con trùng đó vẫn mai phục trong lòng đất nãy giờ. Bây giờ khi lục ly ra lệnh bọn chúng nhanh chóng đi xuyên trong lòng đất, sau khi đến dưới chân bốn người tất cả gào thét bay ra che kín trời đất, thoát cái đã bao trùm lên bốn người. Đây là cái gì? Bốn người vẫn luôn tập trung vào lục ly, hư không trùng bay ra một cách vô thanh vô tức thoát cái ở đầy bốn phương tám hướng, còn liều mạng chui vào trong cơ thể bọn họ. Bốn người sợ tới mức xém chút hồn phi phách tán, liều mạng vung vẫy bí bảo trong tay, đồng thời phóng ra bốn phương tám hướng. a à, Hư không trùng màu vàng lật chui vào cơ thể, bốn người lập tức đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, lục ly hạ lệnh cho hư không trùng. Gặm hết chân của bọn họ. Hư không trùng có thể nghe được mệnh lệnh đơn giản, tất cả tụ tập xuống dưới chân của bọn họ, bốn người nhanh chóng vang lên tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo, chân của bốn người bị gắm hết, ngay cả xương cốt cũng không chừa lại. Loại trùng này. Sắc mặt đám người tần công tử thay đổi, trên mặt đám người quỳnh tiểu thư, một tiểu thư lộ ra vẻ hoảng sợ, nữ hài tử sợ nhất chính là loại độc vật trùng cổ này, chứ đừng nói tới hư không trùng lợi hại như thế, thoát cái đã gặm hết chân của bốn người. Loại trùng này là hư không trùng. Diêm công tử kêu thảm thiết vài tiếng, dường như nhớ tới cái gì hắn trợn mắt nhìn lục ly nói ngươi ngươi là vù lục ly không đợi diêm công tử nói hết nhanh chóng hạ lệnh cho hư không trùng gặm chết người này cho ta a hư không trùng trong cơ thể diêm công tử hành động bọn chúng bắt đầu gặm cắn diêm công tử đau đến mức trở nên quằn quại cuối cùng thân thể hắn run rẩy một chút linh hồn bị gặm hết chết đi hoàn toàn ù ù U những không gian, tiểu ấn, chiến giáp, binh khí tất cả đều thoát ly khỏi cơ thể Diêm Công Tử, vào lúc này toàn trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Bọn người phó công tử cũng ngừng kêu thảm, kinh sợ nhìn sang. Diêm Công Tử, hậu bối mà điện chủ hắc viêm điện thích nhất bị giết. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, sợ là toàn bộ hải vực phong bạo sẽ bị chấn động. Nhị Trọng Thiên có một quy định bất thành văn, đó là trong lúc đánh nhau các đại thế lực có thể giết chết cường giả nhân tộc của đối phương, Thế nhưng thường sẽ không giết chết người thừa kế hoặc là con cháu ưu tú trong thế hệ trẻ tuổi của bọn họ. Con cháu ưu tú trong thế hệ trẻ tuổi là truyền thừa của thế lực hoặc gia tộc đó, là hy vọng duy trì dòng dõi. Nếu con cháu ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi bị giết chết, đồng nghĩa với khả năng truyền thừa cũng biến mất, như thế sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của gia tộc hoặc thế lực đó. Một khi xuất hiện tình huống như vậy sẽ khiến cho thế lực hoặc gia tộc đó liều mạng phản công, dù sao căn cơ của bọn hắn đã bị hủy diệt cần gì phải kiên dè cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi cho nên thông thường các đại thế lực sẽ chỉ định người nối nghiệp trừ phi không nể nang mặt mũi nhau chuẩn bị sống mái một phen mới ra tay giết chết còn bình thường nhiều nhất chỉ đã thương để hạ nhục một trận gần đây hải vực phong bạo rất ổn định các đại thế lực bình yên vô sự cho nên các công tử đỉnh cấp nhất trong thế hệ trẻ tuổi cũng rất an toàn mấy năm gần đây đều không xảy ra chuyện thần tử thần nữ bị giết chết nhưng hôm nay lại xuất hiện bất ngờ diêm công tử đã được hắc phim điện chỉ định là người nối nghiệp đời kế tiếp đột nhiên bị giết hại mọi người đều sửng sốt đám tần công tử và quỳnh tiểu thư đều trợn tròn mắt không dám tin là thật còn đám phó công tử lại sợ đến choáng váng lục ly lại dám giết một thần tử dám giết mấy người bọn hắn hai chân bọn hắn đều bị gặm đứt đoạn hiện giờ muốn chạy cũng không thể chạy nếu lục ly muốn ra tay thì tất cả đều sẽ chết hết 13 người này đều là thần tử cùng thần nữ, các nàng từng nghĩ đến tiến vào tiên cung có khả năng sẽ bỏ mạng, thế nhưng không ngờ rằng là bị người giết chết. Tuy rằng không nhìn rõ đỉnh núi cao, có điều bọn họ vẫn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của Diêm Công Tử, còn mơ hồ nhìn thấy chiến giáp cùng không gian giới bên trong cơ thể Diêm Công Tử cũng đã thoát ly. Mọi người đều đoán ra nhưng không ai dám tin tưởng, trừ phi lục ly phát điên mới có thể chém chết Diêm Công Tử, điều này như đang liều lĩnh tuyên chiến với hắc viêm điện. Nếu Lục Ly không có lai lịch, hắn chắc chắn sẽ bị hắc viêm điện truy sát đến chết, còn nếu có lai lịch thì cũng sẽ khiến hắc viêm điện và thế lực của hắn tử chiến. Mọi người đều vô cùng cảm khái, duy chỉ có Lục Ly trong lòng không có bất kỳ gợn sóng. Cục diện giữa hắn và hắc viêm điện vốn dĩ là không chết không được, hắn còn kiên kỵ điều gì? Hắn vốn không muốn giết người nhưng Diêm Công Tử nhận ra thân phận của hắn, dưới tình thế cấp bách hắn không thể lo nhiều như vậy. Vèo! cơ thể hắn lóe lên vọt tới bên cạnh xác chết của diêm công tử sau đó cầm lấy tiểu ấn chiến giáp và không gian giới của hắn lúc này mấy người xung quanh khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ thống khổ thế nhưng không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào ánh mắt nhìn lục ly chầm chằm không dám lộ ra vẻ cừu hận ai là người không sợ chết nếu liều mạng được thì bọn họ đã liều mạng có điều giờ khắc này không ai còn sức để đánh trả chỉ có thể trông chờ vào quyết định cuối cùng của lục ly các công tử đứng cạnh đám người tần công tử thầm vui mừng, may mà lúc bị lục ly đánh tới bên hồ, hắn không lựa chọn xông lên sống mái với lục ly mà trái lại rút lui, bằng không giờ khắc này đã chung một kết cục với bốn người. Ánh mắt lục ly liếc tới phó công tử, đôi mắt không mang theo bất kỳ dao động cảm xúc hệt như thần chết, phó công tử bị nhìn đến lạnh sống lưng. Lục ly rất phản cảm kẻ này, hắn thà rằng tiếp xúc với tiểu nhân chân chính còn hơn tiếp xúc với hạng ngụy công tử hắn đang nghe truyện trên tv audio cv bước hai bước về phía phó công tử sát ý trên người tỏa ra khiến phó công tử kinh hãi hắn hoảng loạn hét lên các hạ không cần đến đây có gì từ từ nói này vị bằng hữu vào đúng lúc này tần công tử đột nhiên mở miệng hắn trầm giọng nói bỏ qua được thì nên bỏ qua tuy rằng bọn họ muốn cướp thiên địa thần dược nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm tổn thương đến ngươi ngươi đã đánh khiến bọn họ bị thương nặng coi như dạy dỗ bọn họ một bài học. Thôi thì nên cho bọn họ một cơ hội, cũng là nể mặt mũi của tầng mổ ta. Tần công tử nói năng rất hợp tình hợp lý, cũng không hề uy hiếp lục ly giết đám người này sẽ khiến mấy đại thế lực tức giận. Hắn biết rõ trong tình huống này mà uy hiếp lục ly chắc chắn sẽ phản tác dụng. Sát cơ trên người lục ly dần biến mất, chính hắn cũng biết nếu hiện giờ đắc tội hắc viêm điện thì sẽ bị hắc viêm điện truy sát toàn giới. Nếu giết chết mấy người này, hắn sẽ bị các đại thế lực liên thủ truy sát. Dù hắn có trở về Thiên Ma đảo ngay, mấy đại thế lực này vẫn có thể liên hợp lại đến Thiên Ma đảo đòi người. Được rồi. Lục Ly trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng. Ta nể mặt mũi của Tần công tử mới tha cho các ngươi một mạng. Thiên địa thần được người người đều có thể lấy. Lục Ly lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người, nói: Ta vào được trong đảo không phải nhờ vào các ngươi giữ vững thần văn mà là chính ta tự mình phá giải không liên quan gì đến các ngươi các ngươi cướp đoạt thần dược của ta muốn giết chết ta cho nên ta cắt đứt chân các ngươi có phục không trong lòng đám người phó công tử thầm chửi chó má đây chẳng khác nào đánh xong bọn hắn còn bắt bọn hắn quỳ xuống khen đánh hay bốn người không lên tiếng mãi đến khi ánh mắt lục ly trở nên lạnh lẽo phó công tử cắn răng hết một tiếng ta phục phục Ba người bộ công tử sa sầm mặt nói một tiếng, lục ly khoát tay áo nói. Vậy các ngươi chữa thương tại chỗ đi, không được có bất kỳ cử động, bằng không ta cũng không ngại giết thêm một người đâu. Vù! Hư không trùng ở giữa bầu trời và trong cơ thể bọn hắn đều bay vào trong đất, sau đó từ dưới đất chui vào trong người lục ly, toàn bộ đều được thu vào trong thần sơn. Lục ly rảo bước tới gần lối ra rồi ngồi khoanh chân, truyền âm để huyết linh nhi phá giải thần văn ở lối ra còn hắn giả bộ quan sát thần văn ở lối ra nhưng thật ra đang âm thầm quan sát phó công tử và đám tần công tử ở ngoài đảo hắn đã chấn vững quần hùng hiện giờ có đầy đủ thời gian để phá giải thần văn cửa ra chờ đến khi thần văn bị phá tan hắn sẽ rời đi ngay lập tức nghĩ cách ra khỏi tiên cung trốn đi thật xa đám phó công tử không dám làm bậy chân bọn hắn đã bị gặm mất muốn làm bậy cũng không được cả đám lấy đang dược ra chữa thương rồi nằm nghiêng người, dáng vẻ hết sức chật vật khiến bọn hắn cảm thấy khuất nhục. Đám người tần công tử không dám lộn xộn, tiếp tục lượn lờ ở một phía đảo. Trên đảo có thần văn đạo tràng nên không thể vận dụng thần lực. Hơn nữa lục ly còn có đám côn trùng khủng bố như vậy, ai dám chắc có thể trấn áp lục ly. Núi cao bên kia rất náo nhiệt, một đám người khe khẽ bàn luận, biểu cảm trên mặt bọn hắn không cố định, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Vốn dĩ tất cả đều cho rằng Lục Ly sẽ bị giết chết dễ dàng, không ngờ rằng cục diện lại thành ra như này. Thời gian chậm chậm trôi, một canh giờ sau thương thế của đám phó công tử đã khôi phục đôi chút, vết thương trên đùi đã tốt lên. Có điều mọi người không dùng thần dược để mọc chân ngay, chỉ có thể ngồi tại chỗ nhìn chầm chầm Lục Ly bằng ánh mắt lạnh lẽo. Mấy người tần công tử cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ hơi bay là là trên mặt đất. Cả đám đều rất nhẫn nại, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ đợi lục ly phá vỡ thần văn ở lối ra. Sau hơn hai canh giờ, thần văn lối ra lấp lánh ánh sáng, tiếp theo thần văn ở phụ cận lối ra dần ẩn vào trong đất, thần văn đã bị phá vỡ. Đám người tần công tử vô cùng ngạc nhiên, chỉ nhìn thẳng về phía lối ra, chẳng lẽ hắn có thể cách không gian phá giải thần văn bằng thần niệm. Mọi người đều bị thần niệm khống chế nên không ai phát hiện ra huyết linh nhi ở dưới lòng đất, cả đám đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Vụt, lục ly phóng thích một đại thủ ấn bay tới phía lối ra lần này không tạo ra bất kỳ luồng ánh sáng nào thần văn ở lối ra quả thực đã bị phá vỡ các hạ chờ chút vào lúc lục ly đứng lên định đi đến lối ra quỳnh tiểu thư đột nhiên mở miệng giọng của nàng cực kỳ êm tai giống như giọt nước rơi xuống khay ngọc trên mặt nàng lộ ra vẻ e thẹn khiến dung nhan như băng tuyết lại tăng thêm mấy phần kiều mị hửng mọi người dồn dập đưa mắt tới khi nhìn thấy vẻ e lệ trên mặt quỳnh tiểu thư trong lòng đều khẽ chấn động quỳnh tiểu thư chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với nam nhân lại bày ra vẻ mặt này chẳng lẽ nàng coi trọng lục ly lục ly dừng bước quay đầu nhìn quỳnh tiểu thư hắn hỏi vị tiểu thư có chuyện gì không từng quỳnh tiểu thư hơi ngập ngừng tự hồ cảm thấy khó mở miệng phải qua thời gian năm hơi thở mới lên tiếng tại hạ ninh ngọc quỳnh là người thiên tiên minh có thể nhờ ngươi một chuyện hay không? Mọi người ngạc nhiên, có vài ba công tử ánh mắt lộ vẻ đố kỵ, tần công tử không hề tỏ vẻ kinh ngạc, trái lại đâm chiêu. Lục Ly trầm giọng nói. Trước tiên cứ nói là chuyện gì đã. Ta muốn một cây thần dược mà vừa nãy ngươi hái được, chính là cây linh thảo màu hoàng kim kia, xích dương thảo. Quỳnh Tiểu Thư mở miệng, trông thấy ánh mắt Lục Ly dần trở nên lạnh lẽo, nàng vội vã nói tiếp. Ta không phải muốn ngươi cho không, ta mua bằng thần nguyên kim, ngươi cứ ra giá đi. Muốn mua thần dược. Lục ly nhíu mày, những thần dược này hắn đều không biết, cũng không hiểu giá trị và công dụng, nếu như xích dương thảo này vừa vặn là thần dược luyện thể thì sao? Hắn và Quỳnh Tiểu Thư không thân không quen, hắn cũng không phải rất muốn bán. Đám công tử Tiểu Thư này rất nhiều thủ đoạn, Lục Ly sợ bị lừa gạt. Thấy Lục Ly trầm mặt không nói, Quỳnh Tiểu Thư cuốn lên, nàng cúi người hành lễ, khẩn cầu nói vị công tử xích dương thảo chí dương chí cương là thần dược mạnh nhất ở nhị trọng thiên ta có một trưởng bối bị trúng độc âm mai quanh năm bị độc dày vò đau đến chết đi sống lại thiên tiên minh chúng ta đã phái người đi tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy xích dương thảo cho nên lúc này mới mạo muội dò hỏi tần công tử gật đầu nói này vị bằng hữu ngọc quỳnh không nói dối chuyện này ta biết rõ mười mươi lúc trước ngọc quỳnh đi thiên âm cung tham gia đấu giá chính là để tìm kiếm thần dược chí dương vị bằng hữu có thể bỏ vật yêu thích hay không giá cả tùy ngươi ra tần mổ ta nợ ngươi một món nợ nhân tình lục ly vẫn không bày tỏ bất kỳ thái độ gì không phải trong lòng đã hơi tin tưởng lời của quỳnh tiểu thư hắn im lặng một lát mới nói công dụng chủ yếu của xích dương thảo là gì quỳnh tiểu thư thấy ngữ khí của lục ly đã thả lỏng trên mặt lộ vẻ mừng rỡ vội vàng nói Xích dương thảo là thần dược chí dương, có công dụng rất lớn với người tu luyện chân ý hệ hỏa, ừm, còn có thể khắc chế vật âm tà, có thể làm tiêu hao năng lượng chí âm. Đúng vậy. Tần công tử gật đầu nói. Ta lấy nhân cách ra đảm bảo Ngọc Quỳnh nói không sai, sau khi rời khỏi đây bằng hữu cũng có thể tìm tư liệu tra cứu thuộc tính của xích dương thảo. Lục ly liếc mắt nhìn mấy công tử tiểu thư còn lại, thấy các nàng đều không có gì bất thường, xem ra Quỳnh tiểu thư không lừa gạt hắn, hắn gật đầu một cái nói có thể chuyển nhượng cho ngươi có điều ta không muốn lấy thần nguyên kim lần này lục ly chắc chắn ra tới ngoài sẽ bị hắc viêm điện truy sát hắn có thần nguyên kim cũng không biết mua thần dược ở đâu hơn nữa phỏng chừng trên người đám này cũng không mang theo nhiều thần nguyên kim quỳnh tiểu thư hơi tái mặt hỏi vậy ngươi muốn gì ta muốn ngươi lục ly nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại duỗi một ngón tay chỉ vào quỳnh tiểu thư sắc mặt cả đám công tử đột nhiên thay đổi trong mắt tần công tử lộ ra sát ý hừng hực lục ly khẽ mỉm cười chỉ tay xuống tiếp mới nói muốn ngươi đưa hồ lô cho ta tần công tử ngươi đừng nóng lòng ta còn chưa nói hết câu hừ tuy tần công tử đã hơi thở vào nhẹ nhõm thế nhưng vẫn khó chịu ra mặt hắn trừng mắt nhìn lục ly nói này vị bằng hữu lần sau đừng nên đùa như vậy nữa những thứ khác ta không để ý nhưng chuyện này ta rất quan tâm không được quỳnh tiểu thư lại mở miệng nói hồ lô này là gia chủ chúng ta ban tặng bề mặt còn có bí pháp gia tộc chúng ta luyện chế thứ này không thể truyền ra bên ngoài dù ta có chết đi cũng phải hủy hồ lô này trước tiên tần công tử đảo con ngươi một vòng trong tay xuất hiện một hạt châu màu lục bích hắn nói này vị bằng hữu hạt châu này của ta là một linh châu ẩn chứa linh khí một có thể khiến người chết sống lại là bảo khí thượng đẳng trị giá ít nhất một ức thần nguyên kim ta dùng nó đổi lấy xích dương thảo của ngươi thấy thế nào tần công tử quỳnh tiểu thư hơi tái mặt ánh mắt ngước nhìn tần công tử hai tiểu thư còn lại ánh mắt cũng lộ vẻ cảm động tần công tử có tình có nghĩa vì quỳnh tiểu thư mà lấy ra cả kỳ bảo bật này không được Lục Ly không hề nghĩ ngợi đã từ chối, nếu hắn bị thương mà có cơ hội chữa thương thì dùng đan dược trên người là đủ. Còn ngay cả thời gian chữa thương cũng không có thì chắc chắn gặp phải cường địch, đến khi ấy chạy còn không thoát, chữa thương thì có tác dụng chó gì. Quỳnh Tiểu Thư lộ vẻ nôn nóng, nàng cắn răng ngọc nói. Này công tử, hồ lô không thể đưa cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu thần nguyên kim. Ngọc Quỳnh sẽ nghĩ mọi cách gom lại đủ cho ngươi. Không lấy thần nguyên kim lục ly nói vô cùng kiên quyết con ngươi hắn đảo một vòng mở miệng nói ta nghe nói cách đây không lâu quỳnh tiểu thư lấy được một giọt máu tiên thú giọt máu tiên thú này có thể mang theo bên người nếu như có thì ta và ngươi trao đổi có mang theo ta và ngươi trao đổi quỳnh tiểu thư cơ hồ không chút do dự đã lập tức gật đầu đồng ý sau khi đấu giá xong nàng luôn mang theo máu tiên thú có điều lại không sử dụng vì nàng không quá thích luyện thể lúc luyện hóa giọt máu kia sẽ rất đau đớn, bởi vậy nàng vẫn chưa dùng. Ừm. Quỳnh Tiểu Thư đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ánh mắt tìm đến Tần Công Tử, hơi hổ thẹn nói. Thật ngại, Tần Công Tử. Không sao. Tần Công Tử cười nhạt đáp. Vật kia đã là của nàng, nếu đã là của nàng thì nàng quyết định ra sao đều được. Cạch. Quỳnh Tiểu Thư lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc, hơi vận chuyển thần lực trong tay, hộp ngọc trở nên trong suốt bên trong có một giọt máu như ẩn như hiện khuyết dịch trong cơ thể lục ly bỗng nhiên trở nên sôi sục được lục ly lấy ra xếp dương thảo lúc mở hộp ngọc một cây cỏ nhỏ màu hoàng kim định bay ra ngoài lại bị lục ly tóm lấy ném vào trong hộp ngọc lục ly lắc lắc hộp ngọc nói quỳnh tiểu thư ném máu tiên thú lại đây ta sẽ giao xếp dương thảo lại cho ngươi cẩn thận một tiểu thư đứng bên cạnh nhắc nhở một câu ngộ nhỡ lục ly lấy được máu tiên thú sẽ xoay người tiến vào lối ra thì mọi người còn làm gì được hắn quỳnh tiểu thư cũng hơi chần chừ tần công tử cười cười ha ha một tiếng rồi nói đưa cho hắn đi ta nghĩ vị bằng hữu này cũng không nông cạn như vậy tần công tử vẫn nói năng vô cùng khéo léo ý ở ngay trong lời nói chính là cũng mất máu tiên thú của quỳnh tiểu thư thì ngươi sẽ đắc tội với tần gia và thiên tiên minh vèo quỳnh tiểu thư đã quyết định nàng ném mạnh hộp ngọc qua đó, một tay lục ly bắt lấy, cảm ứng một phen trong lòng vô cùng mừng rỡ. Vốn dĩ hắn cho rằng bản thân có duyên không phận với giọt máu này, không ngờ rằng gặp được cơ duyên cuối cùng vẫn về tới tay. Vèo. Hắn không chần chừ ném mạnh hộp ngọc đến. Hộp ngọc bay đến bên người Quỳnh Tiểu Thư, bị Quỳnh Tiểu Thư chọc được. Quỳnh Tiểu Thư hé ra một góc nhỏ để thăm dò, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Xong rồi lục ly liếc nhìn mọi người một lượt chắp tay với đám tần công tử nói chư vị núi cao sông dài ta đi trước một bước sau này hẹn gặp lại tần công tử chắp tay đáp lại quỳnh tiểu thư cuối người hành lễ ánh mắt lục ly rơi vào trên người của đám phó công tử hắn nghĩ ngợi một lát mới nói đã đắc tội bốn vị công tử sau này các ngươi muốn truy sát ta thì cứ việc tìm đến có điều lòng dạ ta không độ lượng lắm đâu ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta thì ta đây không ngại quyết chiến. Vụt. Cơ thể lục ly lóe sáng, nhảy vào trong thông đạo, trong chớp mắt đã biến mất không thấy dấu vết. Lục ly rời đi rồi xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, không ai dám vọt theo lục ly tiến vào lối ra, chỉ trầm mặt đứng im. Lục ly giết chết diêm công tử, trấn áp đám người này một phen, hắn có thể thay đổi thần văn một cách dễ dàng, bố trí thần văn đạo tràng, nếu như đi truy sát hắn Hắn lại bố trí một cái nữa thì sao? Thiên địa thần dược rất quý giá, thế nhưng mạng sống lại càng quý giá hơn. Chỗ này toàn là con cháu đại gia tộc, trong gia tộc hoặc trong thế lực không thiếu gì bảo vật, đương nhiên bọn hắn sẽ không liều mạng vì bảo vật. Đám người phó công tử đều rất ngượng ngùng, bình thường bọn hắn thần thái như ngọc, phong độ người người, nhưng lúc này hai chân đã bị cắt đứt, cả người toàn là máu, ngồi xuống cũng khó khăn. Chuyện này khiến hình tượng của bọn hắn trong lòng người khác bị sụp đổ, thế nên cảm thấy cực kỳ bất nhã và xấu hổ. Vụt. Phó công tử vẫn rất thông minh, hắn lấy ra một tòa bảo tháp, đây là một món thần khí không gian, cơ thể hắn lóe sáng truyền tống vào trong. Những người khác cũng lũ lượt học theo, tất cả đều chui vào trong thần khí không gian của mình, không dám ra gặp người khác. Chúng ta đón mấy người còn lại vào đây. Tần công tử nhìn mọi người xung quanh một lượt nói, lúc trước bọn hắn đã đáp ứng đưa tất cả mọi người vào trong đảo, hiện giờ đương nhiên không thể nuốt lời. Vừa nãy mọi người đều có thể chống cự được thần văn đạo tràng, mỗi lần dẫn theo một hai người không phải chuyện khó. Được, chúng ta quay trở lại. Quỳnh Tiểu Thư lấy được xích dương thảo nên tâm trạng vô cùng tốt, trên mặt khẽ lộ ra nét cười hiếm thấy, trong mắt lấp lánh ánh sáng, xinh đẹp không nói thành lời, đám công tử trông thấy trái tim đập thình thịch. Mấy vị công tử còn lại tuy rằng trong lòng muốn đi tiếp, dù sao có ai biết được bên trong còn có chí bảo gì ngộ nhỡ đều bị lục ly đoạt hết thì sao có điều hiện giờ bị vướng bận vào chuyện này bọn hắn chỉ đành cắn răng xoay người bay trở về có mấy kẻ âm thầm cầu khấn lục ly tốt nhất nên chết ở cửa ải tiếp theo còn có người suy nghĩ sau khi rời khỏi đây sẽ thông báo cường giả trong gia tộc truy sát lục ly ngay lập tức cướp đi hết tất cả bảo vật trên người hắn đám tần công tử vừa nãy cố gắng hết sức mới bay chỉ trong nửa canh giờ hiện tại không thể liều mạng như thế, cho nên phải tốn mất hơn nửa canh giờ mới về tới nơi. Mỗi người đều thử dẫn theo hai, ba người bay đi, hơn nửa tốc độ bay rất chậm, khi xác định không có vấn đề mới tăng nhanh tốc độ. Ban đầu bọn hắn có 13 người, hiện giờ một người bị chết, bốn người đang chữa thương, thế nên chỉ còn 8 người có thể đi dẫn đám người kia. Nhóm đầu tiên dẫn được 18 người, sau khi đến nơi thuận lợi, mọi người như rút được gánh nặng. Đám tần công tử lại đi tiếp lần thứ hai, mỗi người dẫn theo bốn người, tổng cộng một lần dẫn được hơn 30 người. Bốn người đã là cực hạn, một chuyến hơn 30 người, trên núi có 6-700 người, cần đi hơn 20 chuyến, trên đường nghỉ ngơi một lát thì phỏng chừng sẽ mất 3-4 ngày. Chậm như này e rằng đến khi chúng ta tiến vào cửa ải tiếp theo, bảo vật đã bị tên rác rưởi kia cướp hết. Đúng đấy, mấy ngày thời gian, ngộ nhỡ tầng tiếp theo có thánh hoàng thần binh. Ôi, Nghĩ gì cũng vô ích, chúng ta chỉ đành chậm rãi chờ đợi. Hừ hừ. Kẻ này đánh chết Diêm công tử, một mình độc chiếm 15 cây thần dược, hắn đã khiến nhiều người tức giận. Chỉ cần có cơ hội chúng ta sẽ liên thủ giết hắn, sau đó chia đều thần dược và bảo vật. Dù hắn đi trước một bước thì đã sao? Phỏng chừng có công tử đã bí mật gọi người, để cường giả trong gia tộc chờ sẵn gần đó. Chờ đến khi hắn vừa ra ngoài sẽ bị giết chết một tiểu thần mà dám kiêu ngạo như vậy hắn đúng là đang tìm đường chết người chờ ở ngọn núi cao bên này hơi mất kiên nhẫn túng năm tụng ba bàn luận rất nhiều người sụp sôi căm phẫn hận không thể lột da rút xương lục ly lục ly chỉ có cảnh giới nhất kiếp vẫn phải dựa vào sức mạnh của thần văn mới cướp được thần dược trấn áp mấy vị công tử kia cho nên mọi người đương nhiên không phục trong lòng nảy sinh đố kỵ và oán hận nếu lục ly là tần công tử sinh ra trong danh môn lại có thực lực mạnh mẽ thì tất cả sẽ không ai dám ý kiến, rất nhiều người còn nảy sinh lòng sùng bái. Đây chính là tâm tính con người. Đương nhiên cũng có một vài người có tầm nhìn rộng rãi, âm thầm khâm phục Lục Ly. Dám giết chết thần tử của hắc viêm điện, khí phách này của Lục Ly đã hơn hẳn rất nhiều người. Lục Ly không biết mọi người nghĩ hắn ra sao, đồng thời hắn cũng không muốn biết. Lúc này hắn đi tới tầng kế tiếp thì gặp phải rắc rối lớn không phải hắn gặp phải nguy hiểm hay có sinh vật kỳ dị định tấn công hắn mà là khi xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi đá cực lớn hắn phát hiện bản thân không lên được ngọn núi đá này vô cùng lớn giống như một tòa kim tự tháp ít nhất phải cao đến vạn trường chân núi bị khí đen dày đặc bao phủ nhìn không ra bên dưới có thứ gì nhưng vừa tới gần những khí đen kia đã có cảm giác cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể đi lên phía trên lối ra chắc chắn ở trên đỉnh núi nhưng núi đá này có trường lực vô cùng mạnh mẽ, trấn áp các cao lục ly. Lục ly thử một phen vẫn chỉ có thể cất bước lên được mấy trăm trượng, sau đó không tài nào nhích thêm. Nơi này không thể sử dụng thần niệm mà chỉ có thể dùng thần lực. Lục ly vận dụng tiêu giao bộ đi một vòng quanh núi đá, phát hiện xung quanh ngoài những vách đá trọc lóc ra thì không có thứ gì. Muốn rời khỏi nơi này thì hoặc là đi xuống phía dưới, hoặc là tiến vào trong khói đen, hoặc là nghĩ cách đi lên phía trên. Khói đen quá nguy hiểm, Lục Ly vừa tới gần đã cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Loại nguy cơ này không phải đánh lừa hắn, Lục Ly đã bôn ba nhiều năm trên bước đường sinh tử, chắc chắn không cảm giác nhầm. Không lên được. Lục Ly lại thử một lần nữa, chỉ đi được 500 trượng cơ thể đã không thể cử động. Hắn không muốn tiếp tục cũng phí sức lực, lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, ngọn núi này có thần văn mạnh mẽ, sức mạnh to lớn trấn áp ta không thể nào lên núi ngươi tra xét giúp ta một hồi thử xem có cách nào để ta lên núi được huyết linh nhi thăm dò thần văn lục ly ngồi khoanh chân ở tại chỗ chờ đợi kết quả huyết linh nhi thăm dò đồng thời hắn cảm ứng xung quanh ngộ nhở có người truyền tống đến hắn chỉ có thể ứng chiến đúng rồi thử xem có thể luyện hóa bí bảo của diêm công tử hay không lục ly nhớ tới chiếc tiểu ấn kia đó là một bí bảo trên mặt có rất nhiều thần văn kỳ dị chắc chắn là chí bảo lục ly lấy tiểu ấn ra quan sát tiểu ấn này rất đẹp bề mặt có khắc một con hung thú kỳ dị không biết được tạo thành từ kim loại gì cầm trong tay cảm thấy mát rượi như là ngọc dương chi vụt lục ly phóng thích thần lực bao phủ lên tiểu ấn này kết quả phủ lên hơn nửa canh giờ tiểu ấn vẫn không có bất kỳ phản ứng hắn cao chân mày xem ra tiểu ấn này cần phải phá giải thần văn bên trong nếu không phá giải thần văn thì phỏng chừng cũng không thể sử dụng giống như hạt châu đoạt từ chỗ quỷ sát Huyết Linh Nhi hiện giờ đang thăm dò thần văn, Lục Ly không thể gọi nó ra phá giải, chỉ đành im lặng chờ đợi. Hắn không để Huyết Linh Nhi bố trí thần văn đạo tràng, nếu lên được tới nơi thì vạn sự đại cát, còn nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn còn quân bài tẩy. Y tiểu thư cho hắn một viên bạo nguyên đan, một khi sử dụng đan dược này, phỏng chừng chống lại tam kiếp thiên thần cũng không khó gì. Thời gian mau chóng trôi qua vẫn không có người truyền tống vào đây. Đợi hơn một canh giờ, trong lòng lục ly hơi thở vào một tiếng, xem ra trong thời gian ngắn đám công tử tiểu thư kia sẽ không đến được, bọn hắn còn phải đón toàn bộ người vào trong tiểu đảo mới có thể đi vào. lúc này huyết linh nhi truyền âm đến chủ nhân, ta không phá được thần văn ở đây, thần văn quá mức phức tạp, không có lấy nửa tia hy vọng có thể phá giải. À. lục ly hơi kinh ngạc, sau đó không hề do dự đã ra lệnh, vậy lập tức bố trí một thần văn đạo tràng không cần bày quá lớn, bao phủ quanh chúng ta nghìn trượng là được. Huyết Linh Nhi không phá giải được thần văn, Lục Ly sẽ không đi được, hắn chỉ có thể bảo vệ bản thân mình trước, sau đó chậm rãi nghĩ cách phá giải hoặc là chờ đám tần công tử đi vào, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Trong núi đá toàn là thần văn, Huyết Linh Nhi bố trí dựa theo hòn đảo vừa nãy, chỉ tốn mất thời gian ba nén nhang đã giúp Lục Ly xây dựng một thần văn đạo tràng. Lục Ly còn để Huyết Linh Nhi khởi động một hồi, Thần văn đạo tràng này vừa xuất hiện, thần lực của hắn đã bị áp chế giống hệt như vừa nãy, hắn không thể vận dụng được dù chỉ một tia thần lực. Hắn đi lượn xung quanh một vòng, phạm vi bao phủ của thần văn do huyết linh nhi bố trí chỉ ở trong chu vi một nghìn trượng, khi ra khỏi phạm vi bao phủ ở phía tây núi đã sẽ không còn chịu ảnh hưởng. Tốt lắm! Tự ly nghìn trượng đủ để lục ly hoạt động ở bên trong, ngộ nhỡ có người tấn công từ xa, hắn vẫn có thể né tránh dễ dàng. Lục Ly suy nghĩ một lát rồi ném tiểu ấn vào trong ngọn thần sơn, để huyết Linh Nhi thăm dò còn hắn thì đi vòng quanh phụ cận, tìm xem có cách phá giải hay không. Thần văn của núi đá này quá mạnh mẽ, huyết Linh Nhi còn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ đành tự mình nghĩ cách. Cơ thể hắn rất mạnh mẽ, có thể chịu đựng sức ép rất lớn của trọng lực, thế mà giờ chỉ lên được 500 trượng. Hắn tin chắc nếu như đám tần công tử không có biện pháp đặc biệt thì bọn họ cũng chỉ đi được khoảng 500 trượng mà thôi. Dùng thần sơn thử xem sao. Lục Ly lấy thần sơn ra, cơ thể lóe sáng chui vào trong. Thần sơn là một món bí bảo, nhưng mà vẫn không hoàn chỉnh. Có điều dù không hoàn chỉnh nhưng thần văn bên trong chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, nói không chừng có thể chống được sức ép. Vèo. Thần sơn chậm rãi bay lên cao, Lục Ly không dám bay quá nhanh, hắn sợ ngộ nhỡ gặp phải sức ép cường đại đánh vỡ thần sơn. Càng bay lên cao tốc độ của thần sơn càng chậm dần. Tiểu lục truyền đến một ý niệm, thần sơn bị một luồng sức mạnh thần bí trấn áp. 500 trượng Tốc độ của thần sơn vẫn chưa giảm bớt nhiều lắm, trong lòng lục ly hơi giấy lên một tia hy vọng, nói không chừng thần sơn có thể bay qua. 1.000 trượng Tốc độ thần sơn trở nên chậm chạp, nội tâm lục ly cũng trùng xuống, có vẻ thần sơn chỉ có thể bay được 2, 3.000 trượng đã gọi là nghịch thiên. Quả nhiên khi bay được hơn 2.000 trượng, tiểu lục truyền đến một luồng ý niệm sức ép mà thần sơn gặp phải quá lớn không dám tiếp tục bay lên trên bằng không sẽ bị nổ tung ngọn núi này cao vạn trường thần sơn còn chưa bay được một nửa lục ly để thần sơn bay xuống trong lòng nghĩ xem ra dùng bí bảo vẫn có thể đứng vững trước sức ép lực trường của núi đá này có điều hiện giờ thấy tình huống này dù đám tần công tử có sử dụng bí bảo để chống lại thì phỏng chừng cũng không lên được chớ nói chi còn mang theo một đám người tới sao có thể là tử lộ trước đây tiền bối đại gia tộc tiên cung chắc chắn từng đi vào bằng không sẽ không thể yên tâm để con em mình đi vào nơi này chắc hẳn phải có sinh lộ lục ly lui xuống rồi xông thẳng vào bên trong phong thần đạo tràng cái tên này là do lục ly tự nghĩ ra ý nghĩa đương nhiên là chỉ đạo tràng phong ấn thần lực hắn vọt ra từ bên trong ngọn thần sơn ánh mắt liếc nhìn khói đen cuồn cuộn phía dưới kinh ngạc cùng nghi ngờ lẩm bẩm lẽ nào sinh lộ ở phía dưới lúc trước lục ly từng xông pha rất nhiều hiểm địa bình thường rất nhiều nơi có sinh lộ ẩn chứa bên trong tử lộ có điều lúc này lục ly không dám thử nghiệm hắn im lặng ngồi khoanh chân chờ đợi kết quả thăm dò của huyết linh nhi chủ nhân sau gần nửa canh giờ huyết linh nhi truyền âm đến tiểu ấn này và hạt châu lúc trước rất giống nhau có điều thần văn bên trong càng thêm phức tạp muốn khống chế được tiểu ấn này cần phải nắm giữ thủ pháp khống chế đặc biệt kích động thần văn bên trong mới có thể điều động như một cánh tay. Ừm. Lục Ly sớm đã nghĩ đến, hắn gật đầu dò hỏi. Cần thời gian bao lâu mới phá giải được? Ít nhất một tháng trở lên. Truyền âm của Huyết Linh Nhi cũng không khiến Lục Ly bất ngờ, Huyết Linh Nhi vẫn chưa hiểu biết sâu rộng về thần văn, cần phải có thời gian để tìm hiểu. Tốt, ngươi chưa cần để ý đến hạt châu kia, giúp ta phá giải thần văn của tiểu ấn trước đã. Lục Ly ra lệnh, Tiểu ấn này là bí bảo, ẩn chứa thần thông kỳ dị. Phá giải tiểu ấn này trước sẽ giúp ích rất nhiều cho Lục Ly khi rời khỏi Tiên Cung. Khuyết Linh Nhi chuyên tâm phá giải thần văn, Lục Ly lại hơi bối rối. Hắn rất muốn luyện hóa dọc máu tiên thú kia. Nếu có thể luyện hóa, cơ thể hắn chắc chắn nâng cao lên rất nhiều. Nhưng dọc máu này mạnh mẽ như vậy, ai biết được có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không? Đám người phó công tử có thể đến vào bất cứ lúc nào, ngộ nhỡ hắn hôn mê rất có thể sẽ giết chết hắn. Kệ, ra ngoài rồi luyện hóa. Lục ly dằn suy nghĩ trong đầu xuống, trước đây khi ở đấu thiên giới hắn có luyện hóa mấy giọt máu làm thức tỉnh huyết mạch thần kỹ, sau đó thì hôn mê. Máu tiên thú quá mạnh mẽ, phỏng chừng rất có thể hắn cũng sẽ hôn mê. Trên người hắn có rất nhiều thiên địa thần dược, chỉ là hắn không biết được thuộc tính nên không dám luyện hóa bừa bãi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì vạn kiếp bất phục hắn chỉ đành ngồi khoanh chân chờ đợi đám người tần công tử chạy đến, để xem bọn hắn có cách gì ra ngoài hay không. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bốn ngày sau, ở phía nam đỉnh núi đá lấp lánh từng luồng ánh sáng, tiếp đó từng người từng người xuất hiện, thoáng chốc phía nam trở nên ồn ào nhốn nháo. Lục Ly đang tu luyện thì mở mắt, mấy trăm người này đã đến. Tên đó đang ở đây. Chỉ trong chốc lát đã có người phát hiện ra hắn. Người này lẻn đến phía hắn, phỏng chừng đang muốn tìm kiếm bảo vật tiếng kinh hô của hắn khiến rất nhiều người chú ý sau đó vang lên rất nhiều tiếng xé gió từng luồng thần niệm quét tới Àch. đám tần công tử phát hiện lục ly đang ngồi xếp bằng đều hơi ngạc nhiên trong số bọn hắn có người ngước nhìn đỉnh núi bằng vẻ nghiêm túc lục ly ngồi xếp bằng ở đây có lẽ vì không lên được vậy bọn hắn có thể lên được hay chăng còn có người thầm vui mừng lục ly chưa lên được có nghĩa là bảo vật chưa bị lấy mất bọn hắn vẫn còn có cơ hội lại có rất nhiều người trên mặt lộ ra sát cơ nơi này trống trải như vậy mà lục ly chỉ có một mình mọi người có thể vây giết hắn hay không sát cơ trong đáy mắt đám người phó công tử là nồng đậm nhất trên người bọn hắn đều có linh dược đỉnh cấp chỉ qua mấy ngày đã khôi phục hoàn toàn trên mặt không còn vẻ trắng xám ba người nhìn lục ly ánh mắt như sắp phun ra lửa cả ba đều kích động muốn xông ngay đến chém chết lục ly thành từng mảnh núi này không lên được. Sớm đã có người phóng lên trên đỉnh núi Hồng chiếm lấy tàn bảo, cuối cùng phát hiện lên đến hơn 300 trượng thì không nhích thêm được nữa. Đám tầng công tử liếc mắt về hướng đó, còn có người không tin liền phóng lên đỉnh núi, có điều lên được hơn 300 trượng cũng không thể nhúc nhích. Ta đi thử xem sao. Một công tử tam kiếp đỉnh cấp vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, chấp mặt đã vọt quá 300 trượng, có điều tốc độ sụt giảm rõ rệt. Hắn tiếp tục tiến lên, đi được 500 trượng rốt cuộc không thể nhích được thêm. Có điều trong tay hắn xuất hiện một khối thép màu đen, khối thép này bay lên đỉnh đầu hắn tỏa ra từng luồng ánh sáng, còn có một luồng khí rủ xuống bao phủ lấy người hắn. Hay! Hắn gầm lên một tiếng, tốc độ lại tăng vọt, xong một phát lên được một nghìn trượng tốc độ lại giảm xuống. Mồ hôi trên người hắn ròng ròng như mưa, huyết quản khắp người phát bạo, lưng cong xuống như vừa đi vừa cổng một ngọn núi lớn. Lại tiến lên được năm sáu trăm trượng, hắn thét một tiếng xoay người vọt xuống bên dưới xuống núi lại dễ dàng trong chớp mắt hắn đã đến nơi thở phì phò từng hơi nửa ngày sau mới lên tiếng trên núi có lực trường thần bí thật đáng sợ ta không lên được à. đám người tần công tử liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng sức chiến đấu của người này không kém hơn bọn hắn là bao nếu hắn chỉ có thể lên được hai nghìn trượng vậy tần công tử cùng lắm cũng chỉ lên được ba bốn nghìn trượng Núi này cao vạn trượng mọi người làm sao lên được? Cho dù mấy công tử, tiểu thư đỉnh cấp có thể lên được thì những người còn lại phải làm sao? Chẳng lẽ bị nhốt ở đây đến vạn năm? Giờ khắc này mọi người đều hiểu vì sao Lục Ly lại ngồi khoanh chân ở đây mà không rời đi. Liên tục có người đến thử nghiệm, có người đi khắp xung quanh tìm lối thoát, thậm chí còn có người còn tới gần phía khói đen cố gắng thăm dò. Mấy người phó công tử, bộ công tử và Lý công tử đều bước tới, bọn hắn giả bộ như đang thăm dò xung quanh thế nhưng kỳ thực đã lặng lẽ truyền âm nên giết lục ly thế nào lục ly ngồi khoanh chân ở một bên cơ hồ không có bất kỳ sự chuẩn bị có lẽ nếu mọi người vây lại sẽ giết được hắn một cách dễ dàng có điều cái chết của diêm công tử khiến bọn hắn không dám làm bừa lục ly thực sự dám giết người nếu tình cảnh trên đảo lại tái diễn thêm lần nữa phỏng chừng lục ly tuyệt đối sẽ không nương tay mà vô tình giết chết tất cả đằng nào cũng đã đắc tội với một hắc viêm điện, đắc tội thêm vài đại thế lực khác thì có sao? Chung Quy vẫn là đắc tội. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.